392 Hành Tên khác Hành hoa, hành hương, thông bạch, co sông, hòm búa, búa, sông Bộ phận dùng Thân hành thu hái quanh năm, chủ yếu tháng 10, tháng 11, thường dùng tươi Tác dụng dược lý Hành có tác dụng kích thích tiêu hóa, làm da mồi hôi, lợi tiểu, yên thai, làm sáng mắt, kéo dài tuổi thọ Đối với hệ tiêu hóa, hành có tác dụng làm tăng sự bài tiết các dịch tiêu hóa, thúc đẩy quá trình chuyển hóa của protein, lipid và hydrat carbon giúp ăn ngon miệng, chống lại các trường hợp bụng đầy hơi khó tiêu. Đã từ lâu, nhân dân Việt Nam có tập quán ăn dưa hành, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, vì dưa hành có nhiều loại men và axit lactic, có tác dụng kìm hãm quá trình lên men thối ở ruột, giúp cơ thể tránh được bụng trướng đầy và ngộ độc. Thành phần bay hơi của hành là hoạt chất alicin có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn như Bacillus diphtheria, Bacillus tuberculosis, Salmonella dysenteria, Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolyticus. Nước chiết từ hành 11 thí nghiệm trên ống kính có tác dụng ức chế nhiều loài nấm gây bệnh ngoài da. Nước ép củ hành tươi thí nghiệm trên chuột nhắt trắng đực cho thẳng vào dạ dày với liều 35g trên kg có tác dụng tăng cường số lần giao phối, làm tăng hàm lượng testosterone trong huyết tương đồng thời làm tăng trọng lượng túi tinh và tuyến tiền liệt. Tính vị công năng Hành có vị cay, tính ôn, có tác dụng phát hàn, giải biểu, thông dương, ôn thận, minh mục, lợi tiểu. Tài liệu cổ còn ghi nếu ăn nhiều hành thì tóc bạc, hư khí sông lên không ra mồ hôi được. Công dụng hành là một gia vị rất thông dụng trong bữa ăn của nhiều dân tộc. Trong y học, hành được dùng phổ biến chữa cảm sốt, đau nhức đầu, nghẹt mũi, viêm niêm mạc mũi, đại tiểu tiện không thông, đầy bụng, trùng tích mụn nhọt. Để chữa cảm sốt, dùng củ hành 15 đến 20 g, giã nhỏ trộn vào cháo ăn cho ra mồ hôi hoặc dùng cháo giải cảm gồm 3 củ hành sống, 3 lát gừng, 10 g tía tô và một quả trứng gà, trộn đều ăn lúc còn nóng. Nước sắc hành chữa bí đái và bí đại tiện dùng ngoài hành tươi giã nát, chườm nóng đắp tại chỗ chữa mụn nhọt. Ở Trung Quốc, hạt hành được dùng chữa bệnh dương ủy, mắt mờ. Hạt hành 10 g giã nát trộn với mật làm thành viên uống sau bữa ăn. Hoặc dùng hạt hành 10 g nghiền thành bột sắc với 400ml nước, còn 300ml lọc bỏ bã lấy nước nấu cháo ăn. Bài thuốc có hành Một Chữa cảm sốt, đau đầu ngạt mũi Hành 30g, đạm đậu xị 15g, sinh khương 10g, Trẻ hương 10g, đun sôi với 300ml nước, gạn bỏ bã, uống khi còn nóng, đắp chăn kín cho ra mồ hôi. 2. Chữa run kim. Hành bỏ lá và rễ 36g, nước 100ml, đun sôi với lửa nhỏ, dùng vải gạc lọc bỏ bã, dùng nước đã lọc, thụt hậu môn cho trẻ em trước khi đi ngủ với liều 10ml trẻ 4-5 tuổi, 15ml cho trẻ 7-8 tuổi. 3. Chữa động thai. Hành tươi 60g, thêm một bát nước sắc kỹ lọc bỏ bã uống bạn muốn biết thêm các cây thuốc bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp đơn giản dễ áp dụng hãy truy cập trang web bảo kỳ nam com cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nếu video này hữu ích hãy like và chia sẻ nó lên facebook zalo cho nhiều người cùng biết để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.